Hello các bạn, mình tên là Benny và Benny không biết trên cái hình này các bạn có thấy rõ hay không á, nhưng mà dạo này Benny bị bệnh quá cho nên tuần trước á, lúc mà quay á, thì các bạn sẽ thấy cái mặt của Benny nó bị mập ra tại vì nó bị sưng á, bởi vì Benny uống thuốc nhiều cho nên đó là cái tác dụng phụ của thuốc á, thì nó làm cho mặt của Benny nó giữ nước, đâm ra nó thành sưng. Xong rồi qua kéo qua đến cái tuần này mà khi mà Benny up cái video này lên á, thì cái khuôn mặt của Benny nó lại ốm lại xuống, và Benny không biết các bạn có thấy nó ốm xuống không đó, bởi vì khi mà lên đèn lên á thì đèn nó sẽ làm cho mình mập ra một tí xíu, nhưng mà theo như Benny nghĩ á, thì nó ốm hơn so với lại cái tuần trước á, là vì lúc mà bệnh xong á, uống thuốc xong á, tự nhiên cái bị tào tháo ruột á, đi hoài luôn, nói chung là suốt 2-3-4 ngày á đi hoài, mà cứ đi ra đi vô toilet hoài, cái xong bây giờ bị thiếu nước rồi cái mặt nó lại hốc xuống, nhưng mà Benny lại thà hốc hơn là mập. Nhưng mà ok, anyways, Benny sẽ nói thẳng về cái vấn đề chính của cái video của ngày hôm nay. Thì nếu mà các bạn nhìn vào cái tựa đề ở trên đây á, thì các bạn cũng sẽ đoán được, nghĩa là cái video này á, là Benny sẽ xin chào tạm biệt các bạn. Nghĩa là Benny biết có nhiều bạn đang chờ cái video Benny dọn nhà, nhưng mà Benny nghĩ là các bạn đã hiểu lầm, nghĩa là Benny không có tính làm cái video dọn nhà hết. Benny chỉ tính làm một cái video message để mà gửi đến những các bạn nào mà đang ở Việt Nam thôi. Nghĩa là khi mà Benny up cái video này lên á, là một là Benny đang trên đường đi máy bay đi lên phi trường á, còn hai là Benny đang ở trên máy bay rồi để mà chờ bay đi qua Mỹ. Và cái video này sẽ là một cái message nhỏ nhỏ mà Benny muốn làm để mà xin chào tạm biệt những các bạn nào mà đang ở Việt Nam thôi, bởi vì kỳ này khi mà Benny về lại Mỹ á, thì sẽ rất là lâu khi mà Benny trở về lại Việt Nam á, và Benny chỉ muốn làm cái này á, để mà xin chào tạm biệt các bạn thôi. Và sẵn tiện Benny muốn nói cho các bạn biết á, là Benny khi mà Benny về Mỹ á, thì Benny sẽ tạm ngưng làm video vài tuần, có thể thôi, Benny không có chắc, bởi vì khi mà Benny về Mỹ, Benny cần thời gian để mà ổn định lại cái công việc của Benny, phải ổn định lại rồi dọn nhà rồi tùm lum hết trơn á, cho nên Benny chỉ sợ là Benny không có thời gian để mà quay video, nhưng mà Benny sẽ ráng, cực kỳ ráng luôn để mà quay video cho các bạn xem, và chắc chắn Benny sẽ quay vlog video cho các bạn xem và sẽ quay vlog dài dài cho các bạn xem luôn. Và Benny chỉ sợ là khi mà qua, nói chung mà không có thời gian á, nói chung là sẽ bận vài tuần đầu sẽ bận rất là nhiều, cho nên nhưng mà cái đó không nghĩa là Benny sẽ không có up video YouTube, tại vì cái thời gian mà Benny ở Việt Nam, Benny có quay trước mấy cái video á, thì Benny sẽ để mấy cái video mà Benny quay trước lên YouTube cho các bạn coi, rồi vài tuần nữa khi mà ổn định lại thì Benny mới quay được mấy cái video mới ở bên Mỹ cho các bạn xem thôi, và đại khái là như vậy. Và yeah, Benny lần này khi mà về Mỹ thì Benny sẽ nhớ người thân của Benny ở đây nhiều lắm, với lại Benny sẽ nhớ con chó của boy của Benny nữa, nhưng mà yeah, nói chung là cái video này sẽ là cái video mà Benny xin chào tạm biệt các bạn. Oh, mà Benny sẽ luôn luôn lên Facebook nè, update status trên Facebook với lại Instagram á, cho nên ai mà muốn theo dõi Benny 24/24 á, thì các bạn có thể vào Facebook hoặc là Instagram để mà theo dõi Benny. Và yeah, this is kind of awkward, nhưng mà yeah, Benny sẽ bye bye những bạn nào mà đang ở Việt Nam. Và xin lỗi nếu mà cái giọng của Benny dạo này nó còn khàn khàn, bởi vì dạo này Benny bị cảm và kỳ này cảm hơi bị lâu. Và mấy tuần trước lúc mà Benny quay, Benny cũng đã nói là Benny bị cảm rồi, nhưng mà Benny không có nghĩ là nó sẽ cảm nặng như vậy. Từ cái cảm nhẹ đó mà nó qua nặng, mà Benny phải nằm giường liên tục có 3-4 ngày á, mà đến bây giờ Benny cũng thấy khỏe rồi, nhưng mà cũng chưa có khỏe lắm đâu, tối cứ ho sù hoài, và không biết chừng nào mới hết nè. Và Benny hy vọng á, cái này là Benny quay trước thôi, tại vì tuần sau, nghĩa là thứ hai tuần sau là Benny đi rồi, và càng cận đến ngày đi là Benny sẽ không còn giờ nữa, cho nên Benny chỉ quay trước để mà nói vậy cho các bạn biết thôi. Và yeah, ok, bye bye các bạn nha, bye bye, goodbye Việt Nam, xin chào tạm biệt Việt Nam, bye bye, bye.